Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách làm một cái đôi loa check cho máy tính anh em nhé. Đó, siêu check luôn. Cái loa vi tính của mình nhé, nó bị hỏng mất hai cái loa check các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ làm lại nhé. Thì mình sẽ lấy cái đôi loa check của trong những cái loa hát karaoke gia đình ấy. Đó. Đây thì mình có những cái đôi check như thế này. Đó, mình sẽ chế vào thành những cái loa check của loa vi tính các bạn nhé. Đó. Xem nó âm thanh như thế nào. Rồi ok. Đây thì mình sẽ lôi ra ngoài này làm. Thì mỗi khi làm những cái video độ chế này, nó mất rất là nhiều thời gian và công sức các bạn nhé. Thì các bạn hãy bỏ ra 2 giây để like cũng như là chia sẻ cái video cho mình. Đó, để mình có nhiều cái động lực làm video hơn. Đó, thì đây chúng ta sẽ sử dụng một cái miếng gỗ làm đế. Đó, và xoay cái ống này để cắt cho nó bằng các bạn nhé. Đó. Đây thì mình sẽ cắt như thế này. Thì mình sẽ sử dụng một chiếc máy mài cắt các bạn nhé. Thì cắt cái ống nhựa này thì rất là lâu, nên là mình sẽ cắt bớt một số đoạn đi các bạn ạ. Đó, và chúng ta sẽ cần rạch đôi nó ra. Đó. Cứ đôi các bạn nhé. Là được các bạn ạ. Đó. Thì các bạn có thể áp dụng cái ống nước này rất là hay. Đây thì mình sẽ làm cái đế cho nó này. Đó, các bạn sẽ kiếm một cuộn băng dính mà các bạn của ấy vòng vòng như này, nhìn cho nó thẩm mỹ các bạn nhé. Và mình sẽ sử dụng máy mài để cắt cái đoạn góc này. Khi cắt xong thì chúng ta sẽ sử dụng những cái miếng giấy ráp các bạn nhé. Đó, các bạn sẽ mài mài cái cạnh đi đây. Đó. Thì cái giấy này chúng ta mài đi thì nó sẽ bo tròn được cái cạnh của nó nhìn nó đẹp hơn các bạn ạ. Đó. Thì mình tin chắc rằng là anh em nhiều anh em cũng có cái loa vi tính và loa siêu trầm, thì anh em không có thì anh em chế cái check này vào nghe cực kỳ là hay các bạn nhé. Đây thì mình sẽ sử dụng con vít bạc để vít vào các bạn ạ. Đây, chúng ta sẽ vít vào. Thì vít con vít này nó khá là dễ các bạn ạ. Nó vào cái nhựa này nó cũng cực kỳ là chắc luôn. Đây thì cái vòng này là mình sẽ cắt cái vòng ở bên trong các bạn nhé. Tí nữa các bạn sẽ hiểu. Cái này mình sẽ làm một cái gờ bên trong ấy. Để tí chúng ta sẽ gắn một cái nắp nữa. Đây, như vậy là mình đã cắt xong. Đó, thì chúng ta sẽ cắt đó, cắt như thế này để cho nó lọt vào bên trong các bạn nhé. Đây, lọt vào như thế này các bạn ạ. Đó. Cái này chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Đó. Thì để cho ra những chiếc loa cái này anh em muốn đẹp anh em dán hoặc là phun sơn các bạn nhé. Đây mình sẽ sử dụng cái keo gắn ống. Thì keo gắn ống này gắn cái ống nước này này nó khá là chắc các bạn ạ. Chắc tính ra nó còn chắc hơn là keo con voi các bạn nhé. Keo con voi gắn vào ống này thì không ok bằng đâu. Keo này nó khô lại nó ăn ăn chắc hơn. Đó, chúng ta sẽ quệt cả hai mặt các bạn nhé, cả mặt trong này luôn. Đó. Thì các bạn thấy video của mình có mức độ sáng tạo thì các bạn có thể cho mình một nút like, một nút share và một nút đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký kênh các bạn nhé. Đó, đây chúng ta sẽ làm một cái gờ như vậy. Tí nữa chúng ta sẽ thả vào miếng và lọt thẩm vào xuống. Và bây giờ mình sẽ sử dụng một cái khò ga để làm mềm cái ống này ra các bạn nhé. Anh em có khò hoặc là bếp ga các bạn hơ hơ cũng được. Thì mình nhân tiện mình làm ở ngoài này mình sử dụng cái khò mini này để khò nó mềm ra. Bắt đầu mình tính định phun sơn cơ thì mình mới khò kiểu này. Đó. Còn về sau là mình không phun đâu bạn, thấy màu ống của nó đẹp quá. Đây. Được tấm thẳng và bây giờ chúng ta sẽ đặt cái ống vào vào gạch lấy đấy được cái vòng tròn như thế các bạn nhé, để chúng ta thả vào bịt kín bốn bốn chiều của nó đây. Đó, chúng ta được bốn nắp này. Thì anh em nhớ mua các loại ống tiền phong loại dày dày nhé, thì làm cái nắp này nó khá là ok, còn loại mỏng mỏng ấy thì nó không không được chắc chắn lắm các bạn ạ. Đây,
cá chép. Thì mình đã cắt bớt một số đoạn rồi, bởi vì cái video này mình quay nó rất là lâu và rất là mất thời gian các bạn ạ. Đó. Đây, mình sẽ úp cái chép lại như thế và chúng ta đấy. Thì trừ đi khoảng một phân các bạn nhé. Bởi vì cái chép của nó cái miệng của nó bằng đó thì chúng ta phải trừ đi. Đây. Đó, như vậy là mình đã sử dụng máy cắt để cắt khá là lâu nên mình sẽ không quay cái đoạn đó đâu. Đó, thả lọt xuống bên trong. Thì nãy mình chỉnh lại cái chỗ này ấy, thì mình hạ thấp nó xuống để lọt cái loa vào bên trong ấy, nhìn nó thẩm mỹ hơn các bạn nhé. Đó, chúng ta sử dụng keo này nó cực kỳ là chắc các bạn ạ. Không cần phải keo gì đâu. Keo này khá là rẻ và lại chắc. Tính ra cái thùng này thì rất là rẻ tiền các bạn nhé, không cần không không tốn nhiều chi phí đâu. Đây thì mình sẽ sử dụng cái chạm loa như thế này các bạn nhé, các bạn không có các bạn nối thẳng cái dây điện ra là được các bạn ạ. Đó, mình sẽ sử dụng chính cái chạm này và gạch cái điểm cần khoan luôn các bạn nhé. Đó, như vậy là đã có dấu các bạn ạ. Đây, mình sẽ sử dụng mũi khoan 10. Đó, 1 ly các bạn. Đây, ở đâu một phân chứ, mũi khoan một phân, nhầm các bạn nhé. Đó. Đó, như vậy là đã được. Và bây giờ mình sẽ tiến hành hàn cái dây này. Đó, chúng ta sẽ hàn cái dây điện để đưa vào bên trong. Thì cái này nó lâu mỗi cái công đoạn chúng ta thiết kế cái hộp thôi. Đó, còn mấy cái này thì khá là nhanh các bạn ạ. Hàn cái vít ốc cái thế là đưa vào luôn. Đó, các bạn nhìn thấy mình khoan khiếc như thế mà cái nắp của nó không vấn đề gì các bạn nhé. Bởi vì cái keo kia nó khô rồi các bạn ạ, nó cực kỳ là chắc luôn. Nó không như mấy cái keo con voi. Keo con voi nó cứng ấy, mình đẩy vào phát là nhiều lúc nó tụt vào luôn. Trước mình có gắn keo con voi rồi nhưng mà không được các bạn ạ. Ống nước này gắn cái Ok, keo của như vậy nó là thì đã tốt tốt hơn hơn các các bạn bạn nhé. nhé. Đây, giờ mình sẽ vít lại ốc các bạn ạ. Và chuẩn bị cái công đoạn tiếp theo đó là test cho anh em thưởng thức cái âm thanh nó như thế nào. Check nó có ra nhiều không. Thì cái cục trầm của mình ấy, thì nó cũng đã mất đường trầm hay sao ấy. Đó, mình cũng không để ý lắm. Đâm ra là tiếng check khá là nhiều. Tí nữa test đấy các bạn ạ. Đây, thì con loa này mình vứt khá là lâu rồi. Hôm nay lôi ra thì thấy tiếng trầm nó hơi nhỏ nhỏ các bạn nhé. Hai con check và sử dụng cái rắc bông sen. Đó, chỗ mình gọi là rắc bông sen, chỗ bác các bạn gọi thế nào thì mình không cần không biết các bạn nhé. Đó. Bởi vì mỗi một một vùng miền ấy, nó có một cái tên gọi nó khác nhau các bạn ạ. Đây. Tương tự như loa vi tính luôn. Mà cái loa check thiết kế kiểu này nhìn nó khá là đẹp các bạn ạ. Nhìn nó xinh xinh. Mà lại nhìn nó không vuông vắn các bạn, nhìn nó bo tròn các thứ, nhìn nó mềm mại hơn. Rồi, ok. Thì đây là cái dây 3.5, 1.5 để cắm jack điện thoại các bạn nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm điện thoại cho anh em. Rồi, anh em, chúc anh em nghe nhạc vui vẻ nhé.